Chào mừng em đã đến và quay trở lại với Phụ Huynh Smart World. Mình Lý Ngọc. Trên bàn mình đây là một con laptop khá đặc biệt của Acer, con TOF A15. Nó mang trong mình một cấu hình năm 2020 với thiết kế của năm 2021 và được bán vào năm 2022. Vậy thì nó có những điểm gì? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ. Ok, đầu tiên là nói về mặt cấu hình. Với mức giá 18 triệu đồng anh em bỏ ra đầu tư thì anh em nhận lại được gì? Đó chính là một con CPU Ryzen 5 4600H kèm theo đó 8GB RAM. Nói về phần hiệu năng thì nó không phải là mạnh mẽ nhất trong thời điểm hiện tại với mức giá, nhưng mà nó là cái ổn định và nó mát. Mình nhớ không nhầm vào năm 2020 khi mà con Ryzen 5 4600H này ra đời thì nó còn có sức mạnh mạnh hơn hoặc là ngang bằng với con Intel Core i7-10700H, một con chip gần như là đầu bảng của Intel trên laptop. Còn về RAM thì nó chuẩn bị 8GB RAM, nhưng mà chuẩn RAM chỉ là DDR4, bởi vì là rẻ mà, nó sẽ không trang bị DDR5 như là những cái mẫu ROG hay là những mẫu TUF dòng cao được. Rồi, điểm số hay là benchmark quá trình chơi game thì mình sẽ show cho anh em ngay bây giờ nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ điểm qua một chút với anh em về mặt thiết kế của nó. Điểm ăn tiền của sản phẩm này so với những sản phẩm trong phân khúc đó chính là nó trang bị đèn sRGB. Đa phần những mẫu laptop trong phân khúc giá dưới 20 triệu đồng thì anh em sẽ nhận lại được gì? Đó chính là Red RGB theo vùng. Cũng khá hiếm, nhưng mà đa phần nó sẽ là Red RGB đơn sắc, trắng hoặc là đỏ như một số hãng. Còn về phần bản lề của máy thì mình không được ý cho lắm khi mà nó vẫn như các dòng TUF năm ngoái. Thiết kế nó bê nguyên mà, nó sẽ gặp ra tình trạng rung lắc khá là nhiều khi trong quá trình em sử dụng. Nhưng mà không sao, được cái nó cứng cáp, anh em có thể nhìn đây, nó không hề bị chụp xuống, đó. Nó sẽ rơi tầm khoảng 25 độ, khá chắc chắn. Và phần nghiêng của nó thì sẽ nghiêng tối đa được mình nhìn đây tầm khoảng 170 độ. Đúng không nhỉ? 150 độ. Ok. Giờ chúng ta sẽ quay về phía thiết kế tổng thể của nó thì rất giống như dòng TUF Start năm 2021 thôi. Nó sẽ được trang bị đó chính là bốn mặt đều là bằng nhựa và được kẻ phay xước. Phần màn hình của chúng ta sẽ được trang bị nhiều những tấm mút để khi mà chúng ta gập màn hình xuống nó sẽ không tác động vật lý đến phần chất lượng của màn hình. Rồi, nói sơ qua màn hình thì đây là một màn hình IPS LCD tỷ lệ 16:9, kèm theo đó là tốc độ làm tươi tới 144Hz. 18 triệu đồng, 144Hz. Wow, thật không thể tin nổi. Thật không là không thể tin nổi. Tầm này thì những con như kiểu Acer Aspire 7 hay là những con Bravo 15 của MSI thì tầm giá 18 triệu đồng thì chỉ sử dụng tấm nền IPS và tần số quét chỉ là 60Hz thôi. Kiếm một con 144Hz như con TUF này thì khá là khó. Điểm qua một chút nữa về các cổng kết nối của máy thì ở bên phía cạnh phải thì anh em sẽ được trang bị đó chính là một cổng USB và hệ thống khe hút gió. Còn bên cạnh trái thì khá nhiều cổng để Acer trang bị trên này. Đầu tiên là cổng nguồn truyền thống của Acer, cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI, hai cổng USB Type A và một cổng USB Type C. Nó sẽ trang bị cả DisplayPort để anh em có thể xuất dữ liệu ra màn hình dài bên ngoài. Về mặt sau thì tương tự như các dòng TUF năm ngoái thôi, nó sẽ được trang bị hai hốc tản nhiệt khá là to, giúp cho anh em có thể giảm thải được lượng nhiệt lăng khi mà anh em trải nghiệm con máy này. Và mình cũng nói chia sẻ cho anh em biết đó chính là con Ryzen 5 4600H này muốn nó nóng cũng không nóng được, bởi vì là đây là một trong những chip gần như là mắc nhất của AMD trên những dòng đuôi H hiệu năng cao. Một chút nữa về phần trackpad của máy thì nó sẽ được trang bị trackpad di khá là mượt,
nhưng mà Asus nó trang bị thêm hai cái phím chuột trái phải ở bên dưới giúp cho anh em cảm giác ấn và chọn chính xác hơn. Nhưng mà cũng vì điểm này mà phần diện tích của trackpad nó sẽ không được rộng như những dòng mà chúng ta trang bị cảm ứng lực bên trong. Một điểm chú ý nữa về phần hiệu năng đó chính là mẫu máy này vẫn chưa được trang bị Max Switch, và điều này ảnh hưởng mình nghĩ là tương đối lớn đến phần trải nghiệm hiệu năng của máy. Ví dụ như là những tựa game như kiểu LOL hay là CSGO thì mình khi mà mình không xuất ra mình ngoài qua cổng HDMI ấy, mà mình sử dụng trực tiếp màn hình của mẫu máy này thì FPS trung bình sẽ rơi tầm khoảng từ 90 đến 100, khá là đuối so với phần hiệu năng của máy. Kèm thêm với việc mẫu máy này chỉ chạy single channel, AMD chỉ phát huy hiệu năng mạnh mẽ nhất khi mà anh em sử dụng dual channel. Nên là mình có một lời khuyên cho anh em, đó là khi anh em mua máy này thì nên trang bị thêm đó chính là một thanh RAM 8GB nữa để chúng ta có thể chạy dual channel. Khi mà anh em chạy dual channel thì hiệu năng của máy này có thể tăng lên từ 5 đến 15%. FPS cũng tăng tầm khoảng con số tương tự. Còn nếu anh em muốn trải nghiệm một cảm giác chơi game mượt mà nhất thì nên xuất ra màn hình ngoài, bởi vì khi đó máy sẽ sử dụng toàn bộ hiệu năng của card đồ họa 1650 được trang bị trên máy. Sơ qua một chút về thời lượng pin của bộ máy này thì với con Asus TOF A15 thì trong trải nghiệm mình có trải nghiệm một số tác vụ như là xem phim lướt web hay là làm vài tác vụ cơ bản như là làm Word, Excel thì nó có thể đứng cho anh em từ khoảng 3 tiếng cho đến 3 tiếng rưỡi. Đây không phải là một con số ấn tượng so với những dòng laptop khác đang có mặt trên thị trường, nhất là những dòng Ultrabook. Vừa rồi thì mình đã đánh giá chi tiết cho anh em mẫu laptop Acer TOF A15, mẫu máy cực kỳ đáng mua Acer cho với khúc giá 18 triệu đồng. Vậy thì theo anh em, mẫu máy này có thực sự đáng mua với mức giá đó hay không? Hay là chúng ta có thể có nhiều lựa chọn khác như kiểu là Bravo 15 hay là Asus A7? Anh em hãy cùng để lại bình luận ngay xuống phía bên dưới nhá. Đừng quên like và ủng hộ kênh để chúng ta có thể được trải nghiệm nhiều mẫu máy xịn sò nữa. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.